Singapore thì bận hơn Singapore Chắc tay thôi thành được. công lên đi. Dự tính mà sai lệch về số tiền của mình là vẫn chuyển đúng số tiền của mình vô, sai lệch trong vòng 10% thôi. Đó là tiền họ chuyển về tiền đúng. Có tiền luôn trong tài khoản. Rồi sao gửi nhà là tự nhiên đó. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách nhận tiền YouTube năm 2020 qua Western như thế nào. Thì đầu tiên để các bạn nhận được cái tiền ở YouTube qua Western thì từ tháng 1 là các ngân hàng đều cấm không được nhận tiền qua tiền mặt mà phải qua tài khoản. Thì đầu tiên để nhận được tiền YouTube của các bạn thì các bạn phải bước 1, các bạn chuẩn bị một chứng minh nhân dân của các bạn ra và các bạn photo một bạn và chuẩn bị 160k để mở tài khoản. Bắt buộc chúng ta phải mở cả tài khoản. Nếu bạn chưa có thẻ Agribank thì bạn có thể tạo thẻ luôn. Thì mình đã có thẻ tài khoản của ngân hàng rồi nhưng mình vẫn phải làm cái thẻ Agribank để mỗi khi để quản lý cái tài khoản của chúng ta. Sau một tuần thì có thể cái thẻ chúng ta sẽ làm xong. Và bước thứ hai, chúng ta ra trực tiếp các ngân hàng Agribank nhờ các nhân viên phụ trách làm bên Western để mở tài khoản rồi tạo tài khoản Mobile Banking. Sau khi đã tải về và tạo tài khoản xong thì các bạn mở ứng dụng lên và đăng nhập vào ứng dụng Agribank MobanKing rồi quản lý để quản lý giao dịch và chuyển khoản. Các bạn vào phần chuyển tiền kiều hối, nhập mật khẩu vừa tạo xong rồi nhập mã chuyển tiền mà Google Adsense đã gửi qua cho các bạn qua Gmail. Google Adsense đã gửi biên lai thanh toán và chuyển khoản. Sau đó các bạn nhập 10 mã số chuyển tiền mà Google Adsense đã gửi cho các bạn ở biên lai thanh toán. Và các bạn chọn nước quốc gia mà gửi cho các bạn. Sau đó các bạn gửi OK là xong. Thì sau khoảng hơn 30 phút thì giao dịch thành công thì các bạn có thể trực tiếp rút tiền sau khi mở tài khoản xong ở ngân hàng. Rất là đơn giản và dễ quản lý tài chính ngay trên điện thoại của các bạn luôn. Khi các bạn sử dụng cái app vừa đào về, cái app Agribank Mobile Banking, ta có thể quản lý tài khoản chúng ta ở đó. Tất cả các giao dịch của chúng ta đều nằm trong cái ứng dụng này. Thì mình sẽ sau qua cho các bạn xem tất cả những thao tác của mình khi mà ra ngân hàng làm cái thủ tục đăng ký và mở cái tài khoản để chúng ta rút tiền rất đơn giản và nhanh nhất trong 2019. Thì trước Tết thì mình đã một lần đi rút, nhưng mình đi hơi muộn, cuối 28 âm lịch thì buổi chiều thì các ngân hàng người ta sẽ nghỉ sớm nên mình không đăng ký được tài khoản nên mình chưa nhận được. Thì mới đây mình nhận được, mình sẽ chia sẻ các bạn. Và mình thấy rất nhiều bạn đã đi cả chục cái ngân hàng để làm thủ tục qua tần dư luôn nhưng mà vẫn thất bại. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách này là đơn giản nhất. Chúng ta chỉ cần mở tài khoản, tạo một tài khoản Agribank Mobile Banking là chúng ta có thể rút tiền bất kỳ lúc nào, quản lý tài khoản chúng ta ngay trên điện thoại chúng ta. Thì mong rằng clip những anh em làm YouTube thì mong rằng các anh em có một chút kinh nghiệm và nếu thấy cái video của mình chia sẻ hay thì cũng hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và cập nhật những cái video chia sẻ tiếp theo của mình. Thank you.
em chỉ nói cái thơ mà tưởng mà sao em vững ấy. Sao đi nữa em? Em, hai dòng đi, em nhập mật khẩu của em nha, em nghe mật khẩu mới phải xác nhận lại cái mật khẩu đi. Rồi tiếp tục cái em thì có cái ứng dụng để nhận tiền nha. Được rồi đó, có ứng dụng đi ra thì cho em vô chỗ kêu. Em bấm tiếp tục xếp. Long chọn tên nước, chuyển tên nước, mới chuyển mấy chén ạ? Singapore. Singapore thì bấm vào Singapore ấy. Thành công lên đi. Điều tiền mà sai lệch về số tiền của mình là vẫn chuyển đúng số tiền của mình vô. Sai lệch trong vòng 10% thôi. Có tiền họ chuyển về tiền đúng. Có tiền luôn không phải khoản. Tại sao gửi nhà cho tư nhân đó? Và chúc cho tất cả các bạn đã và đang làm YouTube kiếm thật nhiều tiền từ nước ngoài về. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.